Rồi, bắt đầu bam đánh bài bot anh em nhé. Yeah, đúng rồi, anh bỏ kiểm hóa. Ok đấy. Yeah, để em tăng em đẩy lại decibel. Ngũ độc giáo nằm ở đâu nhỉ? Ở đây. Rừng phải này nha biết. Từ đó tăng những cái gì để em lên xong cấp này. Để đưa cho nó cái đào mộc à? Tốt fix lại xong mà hôm nay đam lên yếu nhở hết nhỉ. Tôi chắc chưa có bua đấy. Đây sắp xong rồi. Ôi ăn cầm nào hoàng kim lên tận tám mấy luôn ạ. Ba rồi. Nhá, 1, 2 con triệu hoán đi em. Tuyệt. Đây thì con đây. Quyền đấy. Tăng gì nào? Hút thời gian trúng độc thôi. Lên ra. Ôi được mũ làm chậm 40 luôn, bịp thật đấy. Đi vào lấy mana đi. Ủa, anh không like YouTube à? YouTube anh ghi lại xem. Vào PT này, vào PT này. Sao không tăng cả trừ kháng độc nhỉ? Độc ấy khó rồi em. Còn được, ta đang đi bước 20 về. Ghi lại này được nhiều tiền hơn là like em ạ. Nhá đi, thỉnh thoảng cứ nhá 1-2 triệu quán. Làm hai con vốn là một tịch gỡ vốn này. Tiểu hoàng kim có ngon luôn. Ồ, không có cái gì à mẹ ông kia. Được truyền kim luôn. Thực quá. Tiểu hoàng kim mà ra đồ á. À đồ á, anh đang giật mình đấy. Bịp. Bịp thật. Một lần đầu tiên thấy có tiểu hoàng kim ra ba đồ ấy. Học ba Lazada thật. Đây bot sát thủ rồi ra 5-6 món liền mà bịp thế. Ờ. Nhận may mắn cười đi rồi. 5 15 được. Dạ. Có bot tiểu 3 món đồ mẹ bị bịp. Lừa dối. Lừa dối nhân dân à. Sát thủ là một bả đồ. Bot đại hoàng kim. Mới một tuần.
Cái gì? Ba món. Ô. Bốn món. Con cái ăn dao với đen sơn như này. Ăn rồi mà. Đi cả quấy bao tiểu các thứ mà. Cái bot sát thủ ngon hơn cái bot tiểu với bot đại. Đây, này, 6 món. Đồng thủy, 25-40. Đây được này. Ôi chui, ui chui 77 này. Ui sinh lực 141 luôn này. Để lại thế, thế. Anh biết mà, anh biết mà. Có người cần đấy. Đây luôn đi đây. Đây 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 đây. Cho lên quả. Lèo 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 đi, túc lèo tình cái. Toán 40 luôn. Bob đang cần. Con này ra đây nhỉ. Oh, em xuống nhà em bú viên thuốc á. Đi uống đi, uống đi. Viên phạt tựa lương. Quê giời ạ. Ta độc áo cái bang. Đại. Một tin rắc. Con gì nó ra một mã đồ. Không nhìn thấy, không kịp nhìn thấy, không kịp nhìn thấy là con gì nó hệ thổ. Đa mặc định. Nhưng đang có thể cái vong. Một là bot tiểu, một là bot tiểu. Bot tiểu nó vẫn có vòng anh. Từ từ hãng thả nhá, để anh về bất cứ nó một quả. Bất cái gì? Bất cho nó một quả bot đại. Không phải lần. À quên, thầy đang like, thầy đang ghi chữ bậy. Thầy nhất đặt tiếng beep vào. Nhặt cái chùy lôi sát nội công 160, anh Đức Kèo có mua lại không nhỉ? Bọn em nhóm mấy lần hai thôi mình làm vậy đánh giá vì nó sẽ một trong tầm tứ rồi không chứ thích mà đi chơi game mà đi chiếu đeo luôn anh không gặp linh chỗ à lời báo dương tính chuyển cấp 8 luôn à. Thì cấp 9 nhá. Ờ 9. Lôi sắt nội công 160. Giá triệu hoán nha. Ồ nhặt được quả song đao băng sắt nội công 171 ạ. Thế rồi. Tiền tin lẻ bao được bao nhiêu ấy? Chết kìa hết. Sao ạ? Sao anh? Tiền tin lẻ bao bao nhiêu ấy? Bán à? Em chả biết nữa, em không rõ. Anh làm ra tổng được một cái huyền tinh. Ôi được kinh nghiệm. À không phải. Giật mình ạ. Mình vừa ăn ấy xong mình tưởng đánh bot đại ra kinh nghiệm ạ. Anh é cái thằng này làm ra rất cá mình. Ôi ôi mẹ cái nhẫn. Ôi ôi nhẫn. Oh.
Hết game rồi. Giờ phải làm ác để ngồi bán đồ trước ạ, hết tiền rồi. Các bạn đấy, để em ngồi bán các bạn nhiều rồi. Biết đây. Ui. Làm bằng thủ được ba món đấy nhỉ. Ui. Chắc sức tạo cho đi. Tụ quỷ hết. À mày là còn làm cái tên búp cho thầy đần mới chịu. Không thể tử tế được. Thế 20 cân thịt trâu đã lên danh sách tặng với biếu chưa? Đẹp với thầy à? Đẹp với thầy à? Anh trai huy lịch của mày hai bảo thầy trò diễn để chọc thằng bi. Ra cái lôi sát 19x cho hến cầm con võ đàng cái nào. Sát thủ rơi ra bót đồ thế nhiều nhờ em nhờ. Nhưng mà toàn đồ một dòng ạ, nhiều cũng hiến lại chết ạ. Để thái góc này nhiều chỗ đó. Nào, cái đồ mỏng của em xuống đó. Người đó đồ ngon hơn. Thế kia có sát thủ đánh kia hết. Đổ có phát 88 máu. Vừa. Ủa, đại lưng lớn nhỉ. Ủa, hôm nay thầy lên trang trắng nhỉ. Đồ thầy chưa bọn mình tự cắt. Rồi mặc nó ra như vậy. Đập. Về chứ. Cái orb nó bị làm sao ấy nhở. Ấy à mày cái orb bị bịp hết ạ. Nghe em thấy orb trắng quá nhỉ. Orb nó bị bịp đó. Anh gà bịt mắt mình à. Thấy con đầu đánh ra có vẻ nhiều đồ ngon nhỉ. Cái con này bắt đầu đánh ra đều thế. Bốn mươi, 17, 23. Được. Mày chuyển ra được 20. Ôi giời ạ. Let's go.
Ừ nhờn nhờn. Ừ nhờn nhờn nhờn. Ông Kim, ông Kim còn bị đầu hỏa. Hỏa tạ. Bỏ tay à. Để tôi bỏ tay đai lưng cũng được. Đai lưng sinh lực cao. Đúng rồi. Không cái đai lưng nào ngon bằng đai lưng ngoài mét. Đai lưng ngoài mét. Đúng rồi. Rẻ mà bên bang bang thầy ông ấy bán cho em 3 kim. Ừ. Ôi, đúng con lừa hả? Thấy sinh lực ngon búc luôn, không có chần chừ. Thật thề, cái là bang mình toàn đồ ngon toàn thế đi bán mà đéo thì dùng mà. Mẹ mày sao mình với server mình toàn bị cái tình trạng đấy nhá. Cái đai đi ngon mình để lại mà sai bán là búc luôn. Đúng con lồn cần. Hết triệu hóa này anh Dược. Hết rồi, mày có triệu hóa không? Ủa kia lịt. Đi hỏi anh hết chưa? À. Cả hiểu mình nạp 180 kim mình tiêu với deck thì nhanh mới cứt 150 chứ. Ủa. Ôi thì dòng cái dòng thể lực với lại không có phục hồi. Máu nhờ. Nỗ lực. Đai nè. Thế mấy cái đai lưng này anh chưa được cái đai lưng nào kháng lôi cao nhá. Anh à, đây có một con lọt ra ngoài thôi. Đánh được mà đam chết con kia đi là được. Câu vào được, câu vào được. Đây đây để em câu cho. Đứng im đấy. Hến rồi đứng ở ngoài đây thủ vào Hến ơi. Đây đây. Chờ em tiêm. Đây qua đây. Xong rồi. Ung nhờ. Ôi rồi ôi, ôi rồi đất ơi. Xong rồi. À. Không tên mà đây. Sao không thả bên góc kia nhỉ? Trước em thấy hay thả ở góc mái nhà mà. Ôi trời ơi, mẹ mày, đàn chim vỡ tổ. Lùa lại được, cho Thuy Yên lùa lại. Người lại là phải đánh boss bất ổn cùng thầy à. Tập né treo đi thầy, đúng rồi. Không thì thầy làm phi chiến đấu thầy đánh ở nhà lùa nó vào. Không vào. Thế đứng ở đây này, thế đứng ở đây nó vào. Phải có người đam cơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bi chạy ra ngoài, chị Bi chạy vòng đường dưới ra ngoài búp Bi Bi. Đánh hết cái đám ở ngoài đấy. Hơi bất ổn nha. Bất ổn mới có đồ. Ở đâu á? Dưới vòng lên, đứng ở đây đấy. Bùa đéo lên. Đến cái từ từ hắn ra hết. Rồi lên bùa đây, lên bùa đấy. Ông nào chạy ra đây? Anh. Đúng rồi, để thằng con xét luyện kêu luôn thầy. Rồi con ở trong hồi đạp đấy. Vài là vài hôm nữa làm một hình. Bảo cũng bao la ra anh trưởng cùng nó nhanh thôi. Anh là rồi mà tấn công mất bố nó mất. Đâu kìa. Lại kéo. Thầy trưởng chết mẹ cả con lợn của em rồi. Ôi giời ơi. Nó bị bực thật đấy. Nào top 30 sát thương vật lý 50 điểm. Phần trăm 90%. Không cần đao hoàng kim đâu. Điều đao đấy là chém nát server rồi. Mà đánh không hiểu sao mình đánh ông Vlad đánh chết ít nhỉ. Đánh đéo tin được luôn ấy, hôm qua đánh không tin được. Một tiếng chém chết con 5 mạng. Địch thật sự. Đéo phải con người ấy rồi. Năm độc quán mình, năm độc quán. Nó lại mắc ở đấy. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Hãy bình tĩnh. Nhớ đôi vai, bọn ngôn ngữ
Ra đây, ra đây. Tốt. Nó có hai con ở dưới này này. Vỡ trận rồi, vỡ trận rồi. Ngay đâu mà ngay ngay đấy mà không có phải thuấn thì chắc không có. Thở đồ thuấn thay mà qua cổng trường là nó đang xây cái sau toàn nhà. Đấy bùm mới hết. Đằng trước thấy thả ngay cạnh mái nhà mà sao giờ không thả đấy. Đằng trước lại đổi góc thả. Hôm nay là nhảy quá. Nhảy quá được bên kia luôn, thả nhiều quá. Dùng phù với dùng cái gì để lên kia nhà em nhỉ? Ngoài là dùng phù đúng không? Thần ăn phù với thần. Ngoài là không có được thần thành. Ở ngoài là thần ăn phù với thần là được. Ở ngoài thì với thần mà ở trong thì lên mắt. Bây giờ cả anh em nhé, đây là buổi đánh boss rất là lằng tò quằng đến từ vị trí thời trường. Rất là lằng tò quằng.
và một pha thả bot đi vào lòng đất từ bụng phân đến. Sau khi hôm qua em với Linh Mập có một pha đánh bot bất ổn thì hôm nay lại đến tiếp tục là thầy Trường và anh Bún Nến và thầy. Mấy hôm trước cũng chẳng muốn mét nha. Đừng xuống dưới chỗ sinh nhật em đấy. Để kéo mấy con xuống dưới chỗ đó. Để tính nhau. Rồi để em kéo trong đây. Thầy làm kẹt tắc nghẽn giao thông 4 con bot kìa. Kéo cái nó vừa đi vào trong rồi mà. Đang lại lún chứ. Em cứ kéo nó vào trong đi, tí đứng ở đây là đánh cho nó luôn mà. Kệ cho nó tự chạy ra đi. Nhặt tôi. Giờ kệ nó đứng đánh hết này thôi là mình lại về cúp mình đánh ở trong rồi. Trong thằng Bi ra, cho thằng Bi có mẫu. À thằng Bi có hôi má nữa. Thằng Bi gà quá. Gà gì? Mày ăn lên cấp 77 thôi, có hôi má nó mất. Đúng không? Anh nói đúng không? Thôi đã ăn cấp 79 rồi. Vào tăng sâu vô hình và chạy phát chết hết đám bot bây giờ. Sâu vô hình của em 200 điểm cơ mà. Kia mấy trăm con vào nhỉ? Chăn lại cho anh em trong bang. Hết tuyệt ảnh kìa thầy ơi. Ba cái vũ khí kỳ vọng. Cho thầy một siêu phẩm gỡ lại coi. Niệm, ta là niệm. Cái 40 khổ tá thì thế nhỉ, con ngũ độc cái chạy dịch dưới này kìa, thế nhỉ, nó lại mấp rồi nó lên kìa. Thầy xét cho em cái trưởng lão ơi đấy, để em sang em bảo nhờ mà mõm săn cái đống y vần cho em cái. Xét cho em trưởng lão cái gì? Xét cho em trưởng lão của dung này này, lâu lâu em mới qua một lần mà phòng chính trị này, để vào phòng chính trị ơi, đỡ mất công phải kéo lên, rồi tí hạ em xuống. Không, để em sang em gọi hòa mọi hỏi gọi nhờ hòa mõm săn cho mấy bộ y vần rồi em lại qua đỡ phải kéo. Ờ mày qua đây, qua đây tí tao kéo chứ, để thấy nữa đấy. Ai thấy mày mò mà qua tao kéo.
con võ đang cái chạy ngược xuống dưới này hết. Con chạy hẳn vào trong đi cho nó dập chết luôn đi. Đấy rồi rồi rồi. Cái này hạ xuống cấp 7 đẹp lắm, anh thích áo kiểu cái này cấp 7 này. Đúng rồi, đi nó màu kim chết hỏa mõn này. Áo lên nó màu kim kim. Kim gái. Mày à. Mày vẫn đủ tiền phát lương chưa ạ? Có hạ cấp lên cái server cái cho hạ cấp nâng cấp chưa nhỉ? Nhưng mà em thấy như nó cho đủ vậy trang người thì hạ cấp quan trọng mẹ anh. Ừ. Còn rẻ hơn nữa nhỉ. Có 500 xu một món. Anh ấy đây. Cho em tiền nào cho em 500 vạn lên Vân đi. Mà nó có chơi một kim bằng Vân rồi mà. Em bú Vân các bạn thôi. Kim em làm gì em làm ăn. Có tiền đâu. Cho 500 vạn bú Vân đi. Nó nóng. Thì lấy mộc nhân bót biết hả? Ê vần các bạn không có mộc nhân nào hết. Có gì đâu. Được phải lên máu à.
Thế còn 63 được nhân bú không? Hết tiền nâng cấp rồi, bú cái gì? Đéo về nóng đi nhờ. Không, hết thì anh bỏ hết thôi. Thật đấy là khổ cuối năm đúng không? Nguyễn, tôi làm cho bạn đi vấn đề. Tí nó đi, nó đang tránh ở đây nè. Mình làm tăng nhanh. Đó, thấy à, học đúng không? Có gì để em chuyển sang năm đọc, thì mẹ em đi chụp cho. À, bắt ăn anh tao. Tín vật em có, mà thể chuyển giới em cũng có à. Chiều nay tao đưa cây vũ khí đọc sặc rồi không nhớ. Ồ, ngon. Đâu, em xem à? Coi à? Mình có ngâm ý đang mang nhé. Kiếm à? Xong rồi giờ, xong rồi giờ, xong rồi đóng chưa được giờ. Nhường đường. Cái đường nhanh. Đứng hẳn đứng dưới đấy. Ok ok. Đánh cho nó kèo xuống đấy đó. Ra. Nhưng lúc này nó thả nhiều quá. Cái gà thả thôi, nó đéo dính vào góc lát, nó chạy xô ra. Săn bao tiếng mới được phun một bộ to đấy nhỉ? Ờ, tầm khoảng 10 đến 12 tơn. Đen thì phải 12 tơn, đỏ 10 tơn. Là 10 tiếng rồi hả? Nhà triệu hoán phun. Lâu lắm em. Rồi, cho em tí. Nhìn cả cái boss này nó khoai lắm. Thế về cho anh một bình ấy đi. Bình đại á? Ừ. Trang Long Tuyền thôn độc sát ngoại kháng kháng lôi 19 để lại nha. Cho anh em nào nó xài cả mình cho cả mẹ mai em kiểm tra đồ rồi mà quắn luôn chưa có 5% hết một bình em mấy bình một em ơi. Chợ thật bên bãi bên kia 53-54 nghìn một con quái ạ. Kinh nghiệm nhiều đấy nhở. Ăn nến. Cả nến phong độ đúng không? Cả nến phong độ, cả tuyên thảo lộ. À đấy hả? Ừ đúng rồi. Nào làm xe vậy ta? Chưa. Ô cái kiếm đấy ẩn hai là phải cái mặc 5 hình mộc gì ấy nhỉ. Thì đặt ra ngoài cái máng áo với dây chuyền để mà lấy càng hoa đấy chứ. Ô, áo kim ngon nè, có tiền rồi nè. Dây chuyền. Chuyền thủy của em. Phải lướt cái này. Em đã có tiền rồi. Địt đại à. Đã thử kháng tất cả chín. Có thể cũng đưa con Gami lại đây với là con Thiếu Lâm lại đây nhỉ. Tết tay. Vẫn lộn rồi. À, khách gọi đi chở hàng còn phải điều ông già đi kéo đi thôi hết điều ông phu rồi là lồn điều ông già đi cứng nhở hết gì triệu hoán rồi ấy em xui em mọc mà mèn thế thì mẹ xong chín để lại được tám rồi mắn mười đang bậy thôi, nếu sẽ tăng 1 có được. Đúng, sẽ được vào ngọc bội mang 7 ra tiền luôn đấy. Tiền tết luôn. Vẫn server này bình thường. Hóa đồng linh mõm.
lại thủy nữa. Thủy thì thủy bịp. Đây gọi là thủy bịp. Chết gì hết. Chạy ra ngoài anh bút máu cho. Chạy ra ngoài anh bút máu lại. Mua cho mấy bịch máu. Thôi, kệ kệ chuyện nữa. Chúng bóp được phong độ nó chắc gộp vào luôn ba. Không, mẹ tranh người lắm, tranh mấy chục người mà. Bạn riêng luôn. Phòng độ được 97 người. Được bao nhiêu xu một khắc? 30 xu. Còn chưa bóp. Bóp 50. Có tủ lạnh bài đi buổi tối rồi. Dỡ trích ra mà ăn trọng nha. Trích ra ăn trống tối tính em. Ừ, băng mình cũng lười đấu giá quá. Ồ, ngon luôn. Kim ngon. Chân kim ngon luôn hết. Ngon đấy. Ô, lại nhân thủy ngon bịp luôn. Hai cái nhẫn đều ngon. Nhưng mà anh đổi được không? Anh đổi mất lòng chồng sao? Mày ăn mày đổi hân luôn à? Đổi nhiều đồ đấy. Học bội ra cày lên nhẫn mộc. Không. Rồi em tìm nhảy dưới em lấy túi em vật lại. Bây giờ mà có cáo cái choáng 20 nữa là đấm vào đây là đeo cái kim để kích cái này đúng không? Đúng rồi. Đeo ẩn lại phải đeo ẩn 1 thôi. Đeo ẩn 1 thôi. Chấm tôi ẩn 1 thôi. Không cái dây chuyền sang tay cho em đúng không? Không thì là mình đập luôn hẳn hai cái món này là làm chậm luôn này, thế này hai món làm chậm còn một luôn này, đeo một nhẫn bọc thôi 80 làm chậm đúng không? Ba mươi chín ạ. Anh nghe chuyện là cái áo 30, mà cái áo chọn 30 đẳng hả? Mấy cái áo kia chọn 30 ẩn 3, ẩn 2 thì cũng tấm mẹ nó cả tay lưng với cái kia luôn. Even tiền vạn là mắc là 1.000 cái à? Ờ. 1.000 cái hết mà.
đồ thấy rồi. Bổng kim. Án luôn kìa. Không. Bỏ. Nó nếu mà nó chuyển hóa chất thương 10 ấy, còn bán được. Ôi được ít bẻo. Mẹ à, lúc đó thổ tạng. Hồi một kiếm 500, 150, 100 vạn vậy. Nhẫn thổ nó ngon nhỉ. Băng băng quái quá em ạ. Từ ra tất nhiên nó hơn nhẫn em nhiều chứ em hâm mà. Nó còn nó băng 15 nữa mà. Mỗi cái nhẫn này, cái nhẫn này ông phải ba chiến để lại cho server. Chưa thấy cái nhẫn choáng nào mà ông kia lại có tìm nhờ. Đúng rồi, không hiểu săn gỗ lồn. Để bên anh chín quế đặc biệt là càng đấy. Của một đống tiền mà trên trả ra cái lìn này. Giờ ông nào mà ăn nghìn đặc biệt 1.000 thường để đánh lại bài boss cũng gắt đấy nhờ. Mẹ nó thiếu. Anh có xin tầm 1-2 nghìn túi bình nào. Đây. Với nhạc chắn này Yến. Đây em tới rồi. Thôi. Gì bí? Bí cười sướng ấy bí. OLED lên 1 lít rồi chứ. Cause
Ừ, để 3:30 đón con, hôm nay học nốt ngày hôm nay bọn nó nghỉ Tết mẹ rồi. Lâm xe này là đeo gì hay chết thế nhỉ? Ăn đủ. Không thể cái áo hay cái mũ. Để bờ. PM chứ khiêm rồi. U mẹ cái lón này nếu mà nó tủy nó ngon không? Mơ mộng thế. Ôi nó thổ, cũng là đồ chỉ có đồ thổ tảm nó mang lại niềm vui cho mình. Ôi anh thế này kiểu mặc trong trong kiểu mà phá hình mộc thì mặc kiểu mẹ gì thì chỉ mang cái tiền một tỷ thôi, con này mang 510 một tỷ. Làm chậm với phòng thủ vật lý thế giờ rồi bây giờ nhá, theo theo em thấy nhá, ví dụ mà năm hành mộc đúng của nó ấy là cái bao tay với cả cái mẹ gì nhỉ? Không. Ồ nhẫn thổ nhẫn thổ tả từ nhẫn mộc. Không. Ngày 8/24 kìa. Thể lực đúng không? Thể lực. Thể lực. Thì là cái năm hành mộc ấy, cái bao tay với cái ngọc bội là thủy thì mình thay hỏa đúng không? À, nó có cái gì để thầy đỡ cấn nào? Tôi để mày hét tao tất cả mình mẹ. Cái thảo mà chơi ý. Kiểu là ganh cấn tí cho anh. Tăng 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 tăng. Mẹ nghiệm thủy phải đẹp không nhỉ? À, cần thế thôi đúng không? Ui. Vừa mới lên đảo con thiên nhẫn xong để cho nó đủ set lắm anh, không giờ lại mọc ra cái giày này ạ. Như em thấy có cái nhẫn mộc đẹp đẹp với nhau nhỉ? We will always take a step.
28-24 lại được, nội lực thì ngon đấy nhở. Nội lực thì ngon, nội lực chỉ có đáp giúp em hâm thế lực em ạ. Bây giờ mà build 5 hành mộc, hành mộc giao giao bao tay với ngọc bội làm chậm như vậy, anh đến nhỉ? Vũ thì vũ phòng thủ của Lý đúng không? Phải nhắm chiều phải làm tiền đúng không? Nghe chừng khó khăn nhỉ. Đấy, thiếu điêu tiền thầy nạp khoảng 50 triệu vào. Tiền để làm nhiều làm gì? Mà có tiền đéo đâu mà làm, mẹ ông nói phép. Xong rồi ăn ăn Tết với cả mắm tôm với cá khô cũng được. Cá khô đéo ăn cá. Tại còn cá gỗ ấy, thì mẹ cá gỗ treo xong rồi ngồi ngửi ấy. Đâu, cá gỗ bỏ vào bát nước mắm chứ. Còn mình diêm như thật. Kiểu là và miếng cơm nhất đến mút cái. Mình đâu hiểu mình tiêu tiện nhanh thật đấy. Ít được bay, cũng, ít được bay. Em cũng đâu hiểu bên này em trả thì mẹ không đánh boss, không làm một cái gì cả. Chỉ có đi mua đồ thôi. Với lại ăn được 300, hơn 300 bình quyết tiểu ra thôi là ngừng. Bay tiền mà chả, mà chả hiểu tiêu cái gì kim nó đi đâu hết đấy. Anh mày em... bát nó bình đấy rồi. Mà chả hiểu tiêu gì hết, 150 kim. Ờ. Ôi, địt mẹ lên cấp 90 nhỏ nhanh nhờ. Bực bực bực. Bi bi. Ừ, 24 nhận. Ờ được. Ờ 9 nhận. Cái chiến kìa. Nhưng mà thấy có gì mùi mùi ấy. Ừ nhân. Ồ đấy, mùi đất. Mùi đất. Có cái mùi nữa, còn cái mùi nữa. Tao vừa mới lên đảo con Yami vẫn đeo cái 19 chứ có cái 30 đeo, giờ tự nhiên mọc ra cái 30 cân mẹ nó cay chết nhờ. Lên đảo lại ngồi đâu, tinh hồng rẻ thôi. Hết tinh hồng rồi. Chim cho bay xuống lớn. À đâu, mình Yami kiếp à. Cũng được, khi 24 được. Con Yami bút. Thôi đấy hết rồi à? Đây em nhặt hộ nó này, em đây. Cầm được rồi. Đấy em đấy, ui trời. Thích cười cái đéo gì? Em ra em bùm đấy. Để đáng ra phải sang băng thầy lấy một con chiếu dạ để cưỡi cho đẹp trai. Bán chiếu dạ 6 kim đây. Chiếu dạ 4 kim mình mua. 4 kim thì đợi đến ngày kia nhá. Không, em chuẩn bị xin được con chiếu dạ linh mập rồi. Bốn kim thôi nhá, ngắm máu chân ngựa đấy nhá, bị nhá. Mẹ, nhưng mà đợt đấy đấu rẻ, rẻ hơn đợt đầu. May mình bú được con cưỡi. Mày thấp thấp như em sang em đấu cho định mẹ 89 kim cho niệm hết. Mày. Đấy. Bao nhiêu con đi anh Đức? Địt
Anh Đức ơi. 50. Giày đẹp không anh? Cho em xin giày ra. 3-17 á. Thì nữa. Đây sắp địt đã bùng giờ này. Rồi. Tao không đang cầm tiền mày tao mới là bùng. Mày đánh đi. Ờ dạ, địt cho mày đã bùng này. Mày bùm đi, 50 con này thì cũng chả giải quyết vấn đề gì đâu em ơi, 5 kim kia tao không trả nữa là chịu. Đặt cái lương vàng đấy. Cái lương kệ mày. Tao mượn mày, tao có mượn vàng đâu. Mẹ, mình cũng liều vãi luôn. Tiền lương anh em bỏ mẹ. Tối làm chả. Bùm bây giờ đấy. Ôi giời, một là bây giờ làm con thiên, bây giờ con thiên nhẫn là chính rồi. Bây giờ làm thêm con năm độc đi theo chụp nữa. Thiên nhẫn là chính, làm mình kiếm. Năm độc trưởng. À. Làm mình búp. Cũng được. Giờ mình mua dây ấy 8 kim. Mà thấy dây cá tất cả cái này rẻ nhỉ? Rẻ mày. Phải là anh. Đúng mỗi server với một khác. Đéo nói gì. Mở hết, mở dẫn lên bot đi hết. Nó gối nhau đi. Bot bắt đầu chết. À, tả từ từ cho nó chết xong tơ này đã gối rồi lác mẹ. Lác gì? Mẹ Linh Mập giúp thằng bãi ông Hà trên bảo sao ạ. Em khóc ạ. Khóc. Sáng này đã tính gọi cho em. Gọi mét người cho em khóc anh ơi. Săn hộ à? Hả? Gọi săn hộ à? Ờ bảo anh ơi thằng Hòa Mõm cướp top của em rồi. Cướp sao được. Anh ấy săn cho em. Ờ để chiều săn cho. Thế rồi. Lúc đấy đi hoạt động xong lại nhắn tin bảo anh ơi em đủ rồi. Còn phải chăn nữa không? Ờ tốt quá. Bây giờ săn em một cái là em bỏ top luôn này. Em tin không? Top thì người ta chốt rồi, người ta lên cấp trăm, người ta chụp ảnh, người ta gửi hết rồi. Đã lên đâu? Lên đó. Hòa Mõm 99. Bánh kem Linh Mập mắc rồi, em chưa mắc. Em còn hơn 400 triệu nữa. Mày lấy mà lấy đi. 30 7 à cái giày. Nhịp mẹ 30 40 lấy luôn. Ơ sao bán đi. Lên 30 lấy gì? Lên nhưng giờ không còn stream với lại là không có bộ event thì lên kiểu gì anh? Bộ event thì tí đi săn là được. Nhưng mà nó mất 10 tiếng đấy, mới đủ bộ đấy đấy, bị bám lâu lắm vậy bạn. Ê hồn, cái đợt event này nó căng thẳng quá hồn. Mà có nghĩa là hôm đầu nó ra nhá, anh còn địt mẹ, anh còn thống kê nhanh, anh trốn quả để anh đi săn trước nhá. Địt mẹ, mày. Đéo lại đi rồi. Lào hôm đấy thấy đéo mẹ mày không có người để anh, bắt ra bố trốn tiệc. Đấy là thì anh phải biết là nó là như thế đúng không? Thì bắt đầu thì em xách con xách hai con thiên nhẫn ba con thiên nhẫn đi. Em bụt trước thì mày đéo ai ngờ đéo lại là ý trời. Tính hết rồi. Ai đồn. Khôn lanh đéo lại với trời. Là good. Anh Hiến có bí kíp bùa cho anh Hiến. Bùa gì? Bùa năm độc. Bùa là nhận bùa cho đâu á? Kêu vào trưởng. Có lấy bí kíp trưởng không? Nhớ thì thích qua trưởng nhưng mà lấy qua trưởng lấy có năm độc bùa đi cầm kiếm. Có gì? Luyện đi em còn 200 bia rồi. Em vẫn đang còn bia này. Rồi vất đây tí nữa tao luyện. Đâu định gom bia cho thằng bị bêu ấy, nó làm xe đi sát. Bảo nó là mũ độc trưởng, mũ độc đang mạnh là mẹ của độc trưởng chụp xuống.
Đấy, Sơn mới thấy nhận này nó ngon, sinh lực nội lực mẹ mày gần như 13 x hết đấy. 123, 131 nhỉ. Mà nó còn được cái quả thời gian trúng độc, nhìn nó đẹp hơn của em. Nó cả kháng băng cao hơn em nữa này. Kháng băng hơn em mấy điểm? 7 điểm. 7 điểm. À, bao nhiêu? Chú. Đéo phải đó. Cái kia ở đéo phải. Tí của gì trở lên được nữa. Cái nhẫn làm chậm bây giờ mua bao nhiêu? Kim em điên, kim. Không, một kim đúng rồi. Nhất là 40 đấy nó ra một kim em. Rồi nhiều lắm, em thấy nhằm nhặt. Nhằm ở đâu có 3 cái, ở đâu tôi 1 cái. Kim. 2 cái đang bán, lấy nó ra mà lắm. Ít nhất phải 2 kim. 2 kim, 2 kim rưỡi. Bởi vì nó chỉ được cái dòng sinh lực nội lực nhưng mà có vài điểm mà nó không ngon đâu. Lấy bộ kia uống à? Không, đã có cái nào sinh lực nội lực trên 50 hết. Làm gì có cái nào sinh lực nội lực trên 50. 2 kim, 2 kim rưỡi. Chờ có mỗi nhất này quay được sinh lực nội lực được cao hơn tí cũng có thôi. Được 2, của 2. Ờ, của anh là cái con được sinh lực 20, còn của kia của anh là cái ngon nhất server bây giờ rồi. 8. 6 cái gì đầu con cu. Cái của thầy là ngon nhất server hiện tại đấy. Đặt là 30. Mẹ ơi. Bị mãi rồi. Hai sinh lực kìa. Để cho em bao tay chủy ấy. Em cho ông bờm. Em mà lấy này. Đâu rồi, mình chạy đi giáo đâu đi. Ở đây. Bước đi. Cả trận bơi bây giờ cô Lota bị thua thứ hai rồi. Khét thật đấy. Cô đánh khét nhỉ. Em bảo anh bận phát lương thôi. Anh mà đi cực kim cũng làm sao anh tốt được. Khét đi. Đâu thì gì là trận tiếp hồ tiếp 5 mạng. Tốn tầm khoảng 20 cái lag quá. Vừa nãy bây giờ em sợ bị áp đi tổng kim anh chưa hả? Chưa là một đội phải á. Tốn 20 cái lag luôn. Bùm. Bùm. Đồ kìa. Quá đi. Ồ, bịp thế. Hết cái gì đi hao ấy. Hết quế rồi anh ơi. Quế vẫn còn tiếp tục thép. Hết chào, hết đi chơi. Thử ăn xong. Tiếp thấy quả đánh cốt tiểu ra hai đồ ba đồ cùng cốt đi bia cốt mày nhân thủ ra nó đòi 2 kim trời. Bạn này mà tích năng thủy cho 30 nhưng mà 40 đi là mẹ lục lúa rồi. Nếu mà lục mà mình giao luôn.
mình kéo cân lụa mình đeo luôn. Nhanh thế. Đỡ sao đỡ tốn tiền mua. Bán tinh hồng bảo thạch 900 xu trên bộ. Bán tiền mạng. Lồn toàn nhân nhạt được nhận cấp 10 kháng lôi 1 điểm. Nguyên bịp. Mẹ cái thằng chú Kiêm này. Ta 2-15 phải thiếu lâm đeo kìa. Thằng thiếu lâm rồi. Lâm đeo phải làm một cô lột bùa cho bạn mà. Ăn được rồi, kéo hủy nữa lậu ruột. Thầy dám khinh thường cái bang tam lợn của bọn em ạ. Vậy bậc chủ suốt ngày đạp mái, xóa đai. Mấy nữa bị yếu thận nữa cơ, bắt đầu dẫy lên nít chó bị đánh bả. Tối nay diễn nha, tối nay cầu diễn nha. Đặt kết quả thôi. Đấy, nói hòa bọn nói như kiểu nước đổ lá khoai mà. Lúc mà em bảo đánh nhau với băng thầy từ đầu 4 đánh sang đầu 1 ấy, dỗi kiếm xoáy nữa. Ôi bạn đi quá rồi. Qua đánh có 3 lít từ hỏa mõm. Có được 3 lít à? Có được 3 lít. Cá lóc lá đi hả? Kèo hỏa mõm đánh thử. Kèo hỏa mõm cầm nhất kỳ. Năm độc chưa đang mạnh. Hệ thổ nhiều. Lúc đầu thấy nó dập ác. Về sau nếu dập được nữa. Like mà cái xin túc 1 của Bladium nhé. Cầu niệm. Thôi đi mẹ mày ơi, nếu khi ăn mày vần với tôi nó rẻ đi tháo hết đồ ra. Đồ của anh thì đéo có cái lồn gì đéo sợ. Mặc kim phong mà. Kiếm nó thôi. Hả? Kiếm vàng nó thôi chứ không. Kim tiền bạc được chất đi thôi, địt mẹ cũng đuổi phát khác thôi. Mà không phải đóng mẹ bắt dương cũng được. Bắt dương thì nó ăn kiểu gì? Sao ăn được em? Đây là làm sao nó giật được. Đúng rồi. Nhất làm cho 40. Ui giời, giời. Cái này là thầy chóa, cái nhất là nhận chóa 40 lần 1 này. Đúng rồi. Nhận toán đầu tiên của server này. Ui giời, ui. Ui đồ mà thầy đeo nhất này luôn. Đâu kích đâu mà đéo. Đéo kích chứ. Không kích được thì ném em. Không ném em được. Ném em đang cần cái nhẫn này đấy. Đào má. Một mươi thì có phải nghiến răng nghiến lợi không? Mấy đời ạ. Ném đi. Đéo kích kìa. Đéo ham hố thì à. Vào trong đi, còn lâu mới đến lượt. Để nguyên vị trí. Đâu đi. Đâu rồi? Bùm này. Bùm. Đấy. Có bất đâu mà, đâu nhỉ? Cái nhẫn rơi đâu rồi? À, đâu có đâu mới biết, cái lồng ma đó. Hình như mẹ có phát dương bình thường vẫn chắc gì mà nhỉ? Không. Thế rơi ra. Cổ kim này cho. Có mùi. Khét lẹt. Chú cha mạ.
Thì đâu rồi, cứ đâu rồi, ông búp bùa đi, ông cứ đâu rồi cái gì ở đây. À mà đéo thì bảo thôi. Thôi chứ Khiêm ơi, đi mẹ mày. Ấy anh lười rồi, bát lắm mày, u cha mày ăn không anh. À, dù gì mình cũng có đi mẹ mày, chữ tín, người làm lương. Oai. Mẹ anh Trương nhận bên kia sao rồi? Chưa làm. Đéo ăn đi, đỏ lấy đứa cột nữa. Nhớ xem anh Trường có nhận thắng lôi xin một đôi. Đồ nhiều lắm rồi kìa thầy ơi. Tao không thấy cái gì, mẹ à. Ồ. Ồ. Mẹ áo cứ để làm cái lần. Hết lệnh bài chưa hết em? Ôi giời, tao tưởng hòa sát lợi không 171. Thì mẹ à, mày tao vẫn đang chưa kịp định hình đấy. Con nó sắp đi, nó đi xa ra xa rồi. Cần lắm một cái nhẫn choáng 40 ẩn 1, sinh lực 199 điểm. Có cái lồng. Mẹ, ở đấy, cho sơn dây này này. Nguy rồi. Mẹ ai. Coi trưởng em thế. Bây giờ còn mấy con vào bùm chơi gì nhỉ? Liên tục vào mồm. Liên tục vào mồm. Lúc đấy liên hoàn đi đến từ thầy. Lúc đấy là thầy lúc nào cũng sáng bắt cái loa cho thằng chỗ nhà anh Sơn ấy. Làm đéo ra bắt, địt mẹ bắt thì gô cổ luôn, tết nhất rồi. Xích nó luôn, địt mẹ. Ê, vừa nghe tiếng tinh nhẫn kìa thầy ơi, nhẫn choáng 40 đầu tiên của server kìa. Thôi thôi. Cha kia có cái nhẫn choáng 40. Làm cái lồn kìa, kéo bói rồi kìa. Ừ, bình tĩnh. Mất cái lồn kìa. Mất cái gì mà cứ nhộn lên như chó bị đánh bả thế. Tôi có xuất do cái khẩu phần cứ nhộn lên cái gì ràng lên. Ôi. Ê Sơn lấy giày này. Kéo khăn rồi. Địch. Mày ăn 13 kìa. Tôi có cái giày này chưa bói này. Ủa. Mày nhìn. Ucha mạo. À, buồn điều quá. Đặt đồ kìa thầy ơi. Đặt mà tăng mà. Thầy không ăn là tê ship đi cho nó hiện đồ lên. Thế cách ăn là tê ship à? Em toàn ăn là tê ship rồi. Chẳng hai rưỡi nữa cơ à? Chẳng hai rưỡi. Mẹ đời mình có khoảng đẳng cấp cái lột. Cái da đao đỏ, cái hai da đao à. Với thế lúc nãy đánh đường môn luôn nhỉ? Đường môn trẻ ngồi. Không đường môn ra đi, tổng game cũng được á. Nhưng mà Bây giờ đường môn này, anh nói thật chứ đường môn giờ kẹp thêm một con năm độc trưởng, một con ngũ độc bùa. Anh thề khi ngon đấy hết nhở? Thì năm mọc, xem mọc nó ấy. Tại năm độc trưởng chụp gần chết đường môn cứa cái ăn luôn.
cầm đầu cua đầu nữa, vẻo. Bây giờ ngon đấy, em thấy bị tuổi có thằng tổng kim sọc đấy, 10 á. Thằng đường 4 à. Còn đường 4 nữa, đi đại hội nó cầm cái nỏ. Đánh cặp nhắn rồi, à, đủ móc rồi. Chịu mày. Nhưng mà gặp con thiên vương chày cũng đéo ăn thua. Đánh ở đâu? Đại hồi đến chuối thôi. Gặp chày thì... Chày tầm này... Gặp chày tầm này phút. Chày giờ này chỉ sợ mỗi cối đấy chứ. Đã mẻ chày chứ. Hiện tại là con thiên vương chày đó là đi vô địch hoài đó. Xem có đôi di kích thân phẩm đến sớm nữ á. Ủa mà ơi nó nhanh nhanh đi. Tao hệ kim này rồi, còn mấy con kim nữa. Con kim đi. Còn áo. Rất áo xuống kiểu áo ấy luôn đi mẹ hết nhắn mẹ hết nhanh đi vãi lồn muốn thêm ai hết đâu á đâu nó mẹ chết mấy con tục mẹ hết đâu lắm. Thầy chỉ chúc miệng đấy anh thì đánh trước bây giờ là anh đâu có ngại vấn đề đâu. Đi vẫn cài tim cái nhằng à. Xin đặt nữa. Dừng 2 món. Không, một nhân rớt 2 món thì không cay bằng con mất tiểu khi nãy. Rớt 3 món. Bút cái bùa lên trong video lên đâu rồi. Đấy, bùa vẫn còn trên đầu mà. Bùa còn còn người kìa. Mày cần em đấm chết không? Đấm nó đi.